Về cơ bản là nó rất đẹp các bạn nhé. Tức là cái khiển này nó không có râu, nên là nó sẽ gọn trong cái lúc mà các bạn di chuyển. Và có 10 kênh. 1 này, 2 này, bên kia là 3, 4 này, 5, 6, 7, 8 này, 9 này, 10 này, 12 này. Pin tiểu các bạn nhé. Giữ hai cái nút. Đây nào. Màn hình cảm ứng này. Nhạy chưa? Xem con này.